Vâng anh em, hôm nay tôi đi câu lục nhá. Nay là thứ 3. Ngày bao nhiêu tháng 11 nhỉ? Nay là thứ 3 ngày 13 tháng 11. Hình như là thế này. Vừa rồi bận quá mấy cả đồ lăng xê thì tôi không nhập được. Do bên nước ngoài chuyển về quá chậm. Mấy cả vừa rồi hết đồ. Nên là thời gian này hết lăng xê rất chi là lâu. Nếu mà tôi tính nếu mà nhanh thì chắc là cũng phải 10 ngày nữa mới có, đấy là nhanh. Hôm nay tôi đi câu lục. Và buổi sau thì tôi lại đi câu lăng xê. Một buổi lục, một buổi lăng xê thì tôi cố gắng hạn chế. Giờ tôi sẽ cố gắng một tuần tôi cố gắng tôi ra một video. Hy vọng anh em cũng vẫn sẽ cái ủng hộ cái kênh của tôi. Ok anh em. Đấy, 1 cân cám gạo nhưng mà tôi treo đây bị chuột nan hết rồi, chắc bây giờ chắc bây giờ nó còn có 6 lạng cám gạo thôi. Nhà hơi ít thính. Đây, thính nền là còn cái chỗ này trong xô thì tôi cho nốt này. Thế là được 3 ổ này. Hôm trước 2 ổ, hôm nay 1 ổ nữa là hết. Đến thời điểm hiện tại thì thính rất chi là ngấu rồi anh em. Ngấu cực kỳ ngấu luôn. Trôi mè. Mè chua. Đây cái thính nền thì trong kênh có hướng dẫn rồi nhá. Anh em thắc mắc gì thì cứ vào kênh. Đấy, đang quay video thì có tin nhắn đến, đó là anh em nhắn tin đến, đó là bị gián đoạn. Đấy, đang quay video thì tin nhắn anh em nhắn tin đến, thế là nó bị gián đoạn mất. Đấy, cắm gạo thính nền mẻ. Hơi ít cám gạo anh em ạ. Tôi đang sợ trời này mưa này. Ít ít thính này chỗ lần chắc chỉ được khoảng may ra thì được hơn 2 cân. Hạt sốt. Hạt sốt cũng hơi ít. Thôi được rồi, không sao. Ok, bây giờ là cám trứng với cả thính chảo. Cám trứng này. Thính này hơi ít anh em ạ. Để mình đi đánh mèo này là ít. Ít so với quy định. Thính chảo. Thính chảo thứ nhất là tôi áng chừng đấy nhé.
tầm 5 lạng xin chào. Cỡ khoảng 4-5 lạng xin chào rồi đấy, 3 quả trứng gà. Anh thì lười đi mua trứng gà công nghiệp nên tôi bỏ mất 3 quả trứng gà ta này. Hơi phí. Ok, vậy là đã xong một ổ thính cau lục trôi mè, có chấm có chép thi thoảng vẫn dính, như đi câu hồ mà có chấm trắng ấy thì đa số là giống dính nha, chấm trắng là khá tốt đấy. Lãng phí như này. Hướng dẫn trộn với cái bài thính này quá chi là đơn giản đúng không anh em? Túi ni lông đựng thính, bác chỉ khoảng hơn 2 cân thính thôi, ít quá. Nói thật câu mè để mà đánh hồ nhiều ấy, có khi ném đến chục cân thính cơ. So mới thính như này đi câu mè trôi là ít. Đây, ok anh em xong rồi. Ồ thính câu. Cái công đoạn cuối cùng khi nào cũng là mệt nhất, mang đi rửa. Đấy, ok, đồ câu đây. Giờ sang sắp xếp xem lại cước có bị xước không và lục tứ đánh loại nào. Xiên linh bằng cái gì? Hôm nay tôi định không xiên, không lấy gì xiên cả. Ok anh em. Đi ra hồ đây, trời rất chi là mù, tôi chỉ sợ mưa thôi. Đấy, tôi chỉ sợ hôm nay mưa thôi. Tí nữa ra hồ thì tôi sẽ quay video em tiếp. Bắt đầu Ok ra anh đến em. nơi này, ra cần.
Anh em vừa xong là căn hộ rào xong rồi, bây giờ đi ra, hôm nay thì chủ nhà đây vắng, không biết đang làm ở chỗ nào, tí nữa thì nó ra sau, nhưng mà thuyền không có, tôi phải lội xuống tôi thả thính.
rất là mệt anh em. Ok, tôi vừa thả thính xong, cái cưa thẳng thì nó lấy vào cái gốc cây ở đối diện kia, nhưng mà do nó quay video đâm ra nó rất xa, anh em không thể nhìn thấy được. Đây, thẳng thì căn như thế. Thế còn anh em làm cho mình một cái cữ này. Đấy. Khi mà ném vụt ra xa thẳng, căn thẳng rồi thì kéo vào đến cái cữ này, có nghĩa là đến ổ. Cữ này nó nằm ở chỗ này có nghĩa là đến ổ. Thế rồi, căn ổ rất chi là dễ. Căn thẳng và một cái tiêu căn chéo. Đây, một cái tiêu căn chéo ở đây. Đấy, tôi cắm một cái tiêu căn chéo này, nó chéo vào cái gốc cây kia. Ok anh em, bây giờ chỉ việc ngồi Cô chờ Lộc đã đợi một thôi. tiếng đồng hồ rồi mà phao thụt đúng một phát tôi thì tôi không giật được. Đây là anh em, cái hồ này rất chi là rộng nhá, nhưng mà cá thì lại rất chi là thưa, có 100.000 một ngày thôi. Dần dần là nếu mà câu được cá thì nó cũng không to. Nên là tỷ lệ móm ở câu đây là khoảng tầm 90%. Tôi nghĩ không biết với tình trạng này chắc là móm rồi. Chả sao cả, câu thi thoảng phải móm một hồ. Tuần sau của anh Lăng C thì lại phục thù. Thế thôi, ok anh em. Hãy để xem từ giờ đến 4 giờ chiều có được con gì không. Câu 12 giờ đến 4 giờ tôi về. Ok anh em. Anh em sau bây giờ là 2 giờ chiều rồi nhưng mà mưa này. Trời đang mưa rồi, tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ thì được thụt phao đúng 2 phát. Giật không được con gì cả. Một cái chứ được một cái vảy còn trôi nhỏ. Đấy, túi vẫn trên bờ. Hôm nay câu lục chính thức là gọi là móm nhá. Cái này xốp vẫn đang lên rất là nhiều này. Nhưng mà thôi tôi không câu nữa, tôi về nhà có việc. Nhưng mà câu đến khoảng 5 giờ chiều tôi khẳng định là chắc chắn là kiểu gì cũng được. Được ít thì được nhiều lắm. Cô em gọi về nhà có việc. Hôm nay là móm này anh em này. Này, móm rêu răng. Mỗi câu tính cả lúc thời gian thả thính nào khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ rồi. Ok anh em, tôi đi về. Hẹn anh em gặp lại ở cái clip sau, một tuần sau. Câu lăng xê, ok anh em.